nó chỉ cần nó đâm tới đúng không, mình né qua một bên, chụp cái tay nó, mình bẻ mạnh xuống là nó sẽ rớt con dao, là bắt đầu mình khóa trái tay nó liền. Đó. Đúng, nó sau đây làm là một á. bài test mẫu về thái nhân cách. Bài test này chỉ chính xác khi bạn được một chuyên gia tâm lý đánh giá, cho nên chúng ta chỉ xem qua để tham khảo thôi nha các bạn. Tôi là có tôi dám chắc với em tôi anh em tôi là người bình thường, tại vì tôi là người biết thói lỗi nè, tôi phải là máu lạnh nè. Câu trả lời nào trùng tôi khớp lạnh lùng với câu ngầu trả lời chó của kẻ thôi. thái nhân cách thì sẽ được 2 điểm. Mình sẽ đọc từng câu, sau đó mình sẽ dừng một vài giây cho các bạn suy nghĩ, rồi mình sẽ chuyển sang câu kế tiếp. Rồi bây giờ Ok. chúng ta cùng bắt đầu. Bạn và đứa em của mình đến lễ tang của một người bà vừa mới qua đời. Tại đó, bạn phải là một người khác giới, mặc một bộ vest đen, đi giày đen và mái tóc đen. Người đó chính là mẫu người lý tưởng của cả bạn và đứa em của bạn. Đó, Ngày hôm sau, bạn đã giết em của mình. Tại sao? Cảm ơn party gì bạn và đứa em của mình đến lễ tang của người bà vừa mới qua đời. Tại đó bạn phải làm một người khác giới, mặc bộ vest đen, đi giày đen với mái tóc đen. Người đó chính là mẫu người lý tưởng của bạn và đứa em. Ngày hôm sau bạn đã giết đứa em của mình. Tại sao? Cái này nếu mà theo tâm lý tội phạm thì chắc là nó muốn giành lấy đúng không? Nó muốn sở hữu. Tôi mà không à? Tôi là không. Nếu mà em tôi thích nhường nó cũng được, còn không thì nói hai tụi mình nếu mà cùng thích thì không quen. Đó, nói với nhau. Tụi mình đủ thể gì một thằng đàn ông hay là một đứa con gái đúng không? Để mình làm rạn nứt để làm gì? Anh em mình thiếu gì gái? Và đứa em của bạn. Ngày hôm sau, bạn đã giết em của mình. À lạc đề, cái đó lạc đề. Vậy thì bây giờ bắt buộc tôi phải trả lời là tại sao hả? Tôi chưa hiểu, vậy là tôi phải buộc là phải trả lời theo cái ý nếu nếu mà là tôi cứ trả lời theo kiểu là tôi có thể là giết à. Buộc phải giết à? Nếu mà giết đi à? Muốn chiếm hữu đi. Tôi muốn chiếm hữu. Tôi muốn giành lấy cái gì sẽ thuộc về mình. Ngày hôm sau, bạn đã giết em của mình. Tại sao? Lại tôi ghét nó khi mà nó giành với tôi. Giết đứa em để có thể gặp lại người đó trong lễ tang của đứa em. Người bình thường sẽ nghĩ rằng giết đứa em vì coi nó là đối thủ cạnh tranh. Nhưng đối với kẻ thái nhân cách thì khi có cái gì đó mà hắn muốn có thì hắn cực kỳ bị ám ảnh bởi điều đó. Vì vậy, đang trong lúc hắn bình nghĩ đến nha. Có thể gặp lại người khác giới đó bình thường thì nha. Hắn giết đứa em của mình. Bạn đang đột nhập vào nhà của ai đó để trộm vào lúc nửa đêm. Đột nhiên, chủ nhà đi ra và nhìn thấy khuôn mặt của bạn và trốn vào tủ quần áo trước mặt bạn. Tuy nhiên, chiếc tủ đó là chiếc tủ không có khóa. Nếu bây giờ bạn có một con dao, bạn sẽ giết chủ nhà như thế nào? Bạn sẽ giết chủ nhà như thế nào hả? Chắc đứng hình đúng không? Một lúc sẽ có 3 giây suy nghĩ. Bây giờ thấy mặt mình rồi, mình ai nói nữa cũng sẽ báo công an. Con mẹ nó không được rồi. Lỡ chơi nữa rồi, chơi luôn. Anh kéo cửa ra. Nhìn thấy rồi. Xin lỗi, mày đã thấy những gì không nên thấy. Đứng đợi trước cái tủ đó, vừa khi chủ nhà bước ra sẽ giết ngay. Những kẻ thái nhân cách rất thích tận hưởng cảm giác mọi người đang run lên vì sợ hãi. Vì vậy, hắn sẽ kiên nhẫn đứng đợi trước cái tủ đó và đợi con mồi sợ hãi bước ra. Vớ thì kiểu nó muốn quằn cái suy nghĩ của người ta hả trời. Kiểu nó muốn cho ta vừa chết trong sợ hãi á. Bạn bước vào một ngôi nhà hoang không có một bóng người và nhìn thấy trên tường có treo một bức tranh chân dung của một người lính bị thương khi chiến đấu. Bạn thấy người lính đó bị thương ở đâu? Bạn bước vào một ngôi nhà hoang không một bóng người và nhìn thấy trên tường có một tranh dung một người lính bị thương khi chiến đấu. Bạn thấy người lính đó bị thương ở đâu? Trên hình nhìn thấy thì không có bị thương nè, nhìn bình thường. Không thấy. Đôi mắt, ngực hoặc trái tim. Người bình thường sẽ trả lời là chân hoặc cánh tay. Tuy nhiên, kẻ thái nhân cách sẽ nghĩ ngay đến mắt, ngực hoặc tim vì đây chính là những vết thương chí mạng. Tưởng tượng hả? Đang rất khát nước thì bạn nhìn thấy một máy bán nước. Sao tôi có vấn đề đọc hiểu quá vậy trời? Vậy sao tôi làm kiểu tôi làm sát nhân được cái đây trời? Đúng là chỉ cái số của tôi là chỉ có làm cái suy nghĩ của tôi là chỉ có làm hiệp sĩ thôi anh em. Chứ tính tôi là chỉ có làm hiệp sĩ thôi, không thể nào làm sát nhân được. Đang rất khát nước. Nước tự động, vết thương chí mạng. Đang rất khát nước thì bạn nhìn thấy một máy bán nước tự động. Nhưng kỳ lạ là tất cả nước ngọt trong đó đều không có nhãn hiệu. Bạn sẽ chọn loại nước uống có màu gì?
trong suy nghĩ của tôi chắc là cứ đỏ và xanh biển thôi, Coca với Pepsi, còn không City. À không, không không được nữa thì một tí xanh 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 biển với lại pha tí màu trắng lon lon bia làm tí cọp. Loại trong suốt hoặc loại thức uống không màu. Những người bình thường sẽ tưởng tượng ra đồ uống yêu thích của họ hoặc một cái màu sắc trông rất ngon. Nhưng những kẻ thái nhân cách trả lời rằng không có màu sắc bởi vì họ không có hứng thú đặc biệt hoặc cảm xúc đặc biệt nào ngoài sự tập trung của chính họ. Má nãy giờ trả lời vào câu Giáng nào sinh, hỏi trời? Ông già Noel tặng một cậu bé một quả bóng đá và một chiếc xe đạp. Tuy nhiên, cậu bé lại không vui. Tại sao vậy? À, không có tí nào phải có chất xác nhân hay trời. Vào ngày Giáng sinh, ông già Noel tặng cậu bé một quả bóng đá và một chiếc xe đạp. Tuy nhiên, cậu bé lại không vui. Tại sao à? Chắc nó muốn món quà kháng, nó thích. Hay là nó bị què ta? Chắc nó bị què nó mới được mà không thích đá banh với lại đi đạp xe đạp quá. Hoặc có thể nó thích món quà khác. Bởi vì không có chân. Người bình No! thường sẽ nghĩ chắc thằng bé không thích đá bóng hay xe đạp lắm. Tuy nhiên kẻ thái nhân cách trả lời như vậy vì hắn quan tâm đến việc giết người và cắt xẻo thi thể. Bạn không thể ngủ được, vì vậy làm bạn bước ra ban. Hồi nãy đúng không? Trời ơi, quá thì tôi đâu có muốn suy nghĩ như vậy đâu trời, nhưng mà kiểu tại vì chắc là tôi đọc những cái câu câu giót câu giò ke ở trên Facebook mà kiểu giót đắt á, nên là tôi bị hình dung vô những câu đó trong đầu, thì thường là nó sẽ là như vậy anh em biết không, giống như kiểu đứng trước cái ông cục tay đưa ra bắt tay vậy đó, hãy khốn nạn ghê chưa. Ban công căn hộ của mình và trực tiếp nhìn thấy cảnh một người đàn ông dùng dao đâm chết một phụ nữ. Khoảnh khắc bạn nhấc điện thoại lên để báo cảnh sát thì ánh mắt của bạn và người đàn ông đó gặp nhau. Lúc đó, tên giết người chỉ tay về phía căn hộ của bạn. Tại sao? Lúc đó... Nếu vậy là tên giết người đang chỉ vào gương có nghĩa là chỉ vô chính mình, đúng không? Tên giết người chỉ tay về phía căn hộ của bạn. Tại sao? Để đếm số tầng ở căn hộ mà bạn đang sống. Một khi kẻ thái nhân cách có mục tiêu nào đó, hắn sẽ rất giỏi tập trung và thực hiện bám sát mục tiêu đó. Làm một từ khi từ đó rồi. Cần loại bỏ xuất xác hiện, nhân chứ. Kẻ thái nhân cách sẽ bắt tay hành động ngay. Kẻ thù mà bạn cần tiêu diệt đang bám trên vách đá ở ngay trước mặt bạn. Bạn sẽ đẩy hắn rơi xuống chứ? À, đang bám trên vách đá nếu là tôi và khốn nạn đúng không? Tôi sẽ ngồi đó tôi chờ nó góp. Còn không nữa tôi cầm đá tôi chậu. Má tôi hành hạ nó. Nghe mày. Đọc hiểu đâu chưa? Phần 12 là đúng. Gớt chưa? Xong bắt nó năn nỉ. Gõ đá đì đi, tao kéo lên, xong nó vừa gõ cái con tao kéo mày lên. Nếu làm vậy thì bạn mấy sẽ làm như thế nào? Mấy cái này mà cảm ơn đất, cảm ơn Vivi. Tôi sẽ gỡ từng ngón tay hắn ra. Kẻ thái nhân cách rất thích tận hưởng những khoảng thời gian mà con mồi sợ hãi. Mày. Mày và tao hắn rồi sẽ đó. Kéo dài cái khoảng thời gian đó càng lâu càng tốt. Một mình tôi. Trong một căn phòng tối, ở bên ngoài có một tên sát nhân đang cầm dao tìm giết bạn. Không có một vật dụng nào để chống đỡ nên bạn cần lẩn trốn. Bạn sẽ lẩn trốn ở đâu? Nên bạn bên ngoài có một tên sát nhân đang cầm dao tìm bạn hả? Bạn nên lẩn trốn đâu là chỉ mình trả lời 5 câu hỏi này đúng thôi đúng không? Sau cánh cửa thì khó nè, tại vì nó đi ra, nó đi vô xong rồi nó sẽ đi ra, nó dễ thấy mình. Dưới gầm giường thì nó cũng sẽ chết. Sau tủ quần áo nó cũng sẽ chết luôn. Nếu mà nhìn mình sẽ ngoài cửa sổ thì nếu mà nó có chỗ kính thì có thể là ngoài cửa sổ là cái khả thi nhất. Còn cái việc đấu tay đôi hả, đấu tay đôi chắc là phải nhìn về cái cân nặng chiều cao. Nếu mà tướng mình mà nhắm là chơi được nó thì mình đấu luôn. Mà em chắc nó con dao, nó chỉ cần nó đâm tới đúng không, mình né qua một bên chụp cái tay nó bẻ mạnh xuống là nó sẽ gớt con dao, là bắt đầu mình khóa trái tay nó liền. Đó thì mình sẽ coi là cái ngang ngang cơ với bạn mình không. Cần lẩn trốn, bạn sẽ lẩn trốn ở đâu? Đấu tay đôi với hắn sao phải trốn? Tôi sẽ cướp con dao của hắn để đâm hắn ta. Người bình thường sẽ bỏ chạy hoặc la hét, nhưng những kẻ thái nhân cách không ngần ngại giết một ai đó thì bạn chúng sẽ lập tức cướp con dao và đâm đối thủ. Này, cái này là tôi cướp dao, tôi bẻ trái tay nó lại, tôi giao cho công an chứ không có đâm nha. Tôi không dạy được. Mình làm vậy là mình không khác nó. Bạn xem một bộ phim với bạn bè của mình, nhưng tất cả những bộ phim mà bạn bè của bạn muốn xem thì lại khác nhau hết.
Những lúc như thế này, bạn sẽ chọn thể loại phim nào? Quyết định xem một bộ phim với bạn bè hả? Nếu mà theo tính tôi đi thì tôi là thằng dễ chịu thì sống được, mà tụi mày thích coi phim nào tụi mày coi. Nhưng mà nếu mà phải buộc trả lời bốn câu hỏi này thì chắc là tôi sẽ chọn gọi là có hài à, không có gọi là hài hước hả, lãng mạn thì nó hơi lỗ. Tự nhiên ngồi bạn bè ngồi coi tụi nó không thích nhau rồi không không nên hành động thì cũng được, nói chung là 4, 1, 2 đều được. Nói chung là thôi tính tôi dễ chịu thì kiểu nào cũng được trừ cái lãng mạn ra, nó hơi lỗi khi mà ngồi coi người ta không thích khi ngồi với mấy bạn. Những lúc như thế này, bạn sẽ chọn thể loại phim nào? Kinh dị vui ngồi hù nhau giật gân cũng được mà Phim hành giật động cũng gân rùng được. rợn. Thay vì đồng cảm và quan tâm đến cảm xúc của người khác, thì những kẻ thái nhân cách chỉ quan tâm đến sự phấn khích và hồi hộp. Này Bạn đang không đi tính trong một tính khu rừng tôi rậm u ám. Trước mặt bạn xuất hiện một ngôi đình nhỏ. thì chọn một cái không, tôi bị cái là khó chọn, anh em cái nào tôi cũng muốn chọn á. Thôi cái câu đó cho qua, tại vì câu nào tôi cũng muốn chọn á. Nếu mà buộc phải lựa chọn thì chắc là kinh dị, tại vì ngồi coi hù hù nhau nó vui, kiểu thằng nào cũng sợ nhau hù nhau nó vui. Trong khi bạn đang đứng thẫn thờ nhìn ngôi đình đó, thì bất chợt có gì đó lướt qua sau ngôi đình đó. Bạn nghĩ thứ vừa lướt qua là cái gì? Lướt qua sau ngôi đình đó. Bạn Chó à, ma quỷ, lá rơi, người, một khu rừng rậm mà xuất hiện một ngôi đình nhỏ, tôi nghĩ xíu mà là tôi đó. Cái này nếu mà là tôi vẫn chưa đinh ninh được, tại vì tôi phải cần biết chính xác, thì là tôi sẽ nghĩ là hai trường hợp, một là người hay là ma, nhưng mà tôi sẽ chạy tới tôi coi, tôi kiểm tra xung quanh đó cho bằng được, và khi mà tôi không thấy cái vấn đề gì đó tôi sẽ cho là ma, chứ không phải là người, nghĩ thứ vừa lướt qua là cái gì? cho đó là ma. Chó hoặc người? Những kẻ thái nhân cách bị ám ảnh bởi những đối tượng mà hắn ta cảm thấy vui thú khi giết. Vì vậy hắn ta sẽ không bao giờ trả lời là ma quỷ hay lá rơi, do hai đối tượng này là phi thực thể. Một người đàn ông đang cầm một con dao và mỉm cười. Bạn đang nhìn thấy ai? Một người đàn ông đang cầm con dao và mỉm cười, bạn đang nhìn thấy ai? Thấy bản thân. Tôi hoặc tấm gương. Người bình thường sẽ trả lời là một tên tội phạm, hoặc một tên sát nhân, hoặc một nhân vật thứ ba nào đó. Tuy nhiên, kẻ thái nhân cách trả lời là chính hắn ta, vì hắn ta có cảm giác vượt trội khi bản thân gây ra tội ác. Bạn là Ow. một kẻ giết người hàng loạt. Bạn luôn luôn đâm người trong thang máy có cửa kính rồi bỏ chạy ra ngoài. Bạn luôn luôn đâm người trong thang máy có cửa kính rồi chạy ra ngoài, tại sao? Hiểu con này. Bạn là một kẻ giết người hàng loạt. Bạn luôn luôn đâm người trong thang máy có cửa kính rồi bỏ chạy ra ngoài. Đúng, chắc là bản thân thích vậy là được rồi. Thích cho là sở Tại sao? thích đi. Thích vậy thôi. Để từ bên ngoài cửa kính, tôi có thể nhìn thấy cảnh đối phương đang chết dần trong đau đớn. Những kẻ thái nhân cách cảm thấy phấn khích và vui sướng khi chứng kiến những người mà chúng giết phải chịu đau khổ. Bạn bị bà chủ bắt quả tang đang ăn trộm ở siêu thị, bạn sẽ viện cớ gì? Tôi sẽ nếu mà tôi lớn thì tôi sẽ nói con của tôi khổ, tôi bị thất nghiệp, không có gì cho nó ăn hết đó, nếu mà được thì tha cho tôi lần này, tôi hứa sẽ không tái phạm nữa, tôi chỉ mong, tôi chỉ nghĩ đến con tôi thôi nên là tôi không nghĩ tới hậu quả. cái cớ này đánh vô tâm lý nhất, đánh vô tình cảm là dễ được tha nhất ha. Tôi không nói gì hết. Trên thực tế, những kẻ thái nhân cách không nói nhiều và họ không quan tâm đến những gì người khác nói. Tôi nghĩ hắn ta không nói gì là bởi vì lúc đó hắn ta đang nghĩ cách giết bà chủ đó. Cái câu này là của Bé Lan Vào một nè đêm tối, bạn... đó, họ xíu xíu nữa kìa. Bạn và bạn bè của bạn từ đầu cái gì Lúc vậy? đó hắn ta đang nghĩ cách giết bà chủ đó. Vào một đêm tối, bạn và bạn bè của bạn đang kể về những câu chuyện quái dị. Trong khoảnh khắc một người bạn đang kể về một câu chuyện nào đó, thì tất cả những người còn lại đều thể hiện cùng một nét mặt ngạc nhiên. Còn nét mặt của bạn khi đó là gì? Trong khoảnh khắc một người đang kể về một câu chuyện nào đó thì tất cả những người còn lại đều thể hiện cùng một nét mặt ngạc nhiên, kiểu như nếu mà vậy tôi kiểu
tôi sẽ má vậy là tụi này nó biết mà nó kể mình nghe ta, vậy là tụi nó đi chơi lẻ hay là nó biết cái gì mà nó không kể mình nghe nè. Má bạn xấu quá vậy mà có gì mình cũng rủ tụi nó mà nó rủ mình hơi buồn luôn đó nha fan. À nét mặt hả? Nét mặt đang kể những người này thể hiện một cùng một nét mặt ngạc nhiên, còn nét mặt của bạn khi đó là gì? Những câu chuyện quái dị hả? Thì chắc là muốn nó kể tiếp kiểu sao rồi khúc đó sao nữa rồi sao nữa rồi sao nữa Còn thôi. nét mặt của bạn khi đó là gì? Nét mặt chắc nhiều chuyện hả? Sao nữa vụ đó là sao? Thì không vậy, hề đi nói chuyện gì, hề đi nói, hề đi má dữ vậy trời. Ác nha. Mỉm cười, những kẻ thái nhân cách có xu hướng không có cảm xúc. Vì vậy, họ không cảm nhận được những cảm xúc giống như những người bình thường. Đó là lý do tại sao họ thường vô cảm. Hắn ta sẽ chỉ mỉm cười trước một số câu chuyện nhất định, chẳng hạn như những câu chuyện quái dị. Lâu rồi bạn mới quyết định tụ tập vui vẻ với bạn bè, bạn sẽ chơi trò gì cho vui? Tùy nhóm bạn nha. Má tiện Từ bao cái đây, quả mặt cái kiểm bà soát này, ra bà 26 nhìn nhân kinh cách dị quá của vậy. Hắc Xê Thức Cứ anh chia 27 Thái, phần 12 thì khó. nếu mà nhóm bạn sắp tôi sẽ rủ nó đi nhậu đá banh, còn mấy anh em trong team thì tôi sẽ rủ đi du lịch và đi nhậu đó. Tại vì anh em trong team tôi không thích thể thao thì chỉ có thích đi du lịch hoặc đi nhậu, còn sớm tôi thích đi đá banh và đi nhậu đó. Nói chung là chung quy là đều là nhậu. Nhậu tụ tập vui vẻ, nhậu là được, nhậu là vui. Trò chơi hả? Trò chơi chơi đá banh, rủ sẽ rủ đi đá banh nếu mà bạn trong sớm, còn anh em trong team thì chắc rủ đánh bài cách tiến lên xì dách đánh bài. Các trò chơi với bàn cờ. Những kẻ thái nhân cách thích những trò chơi sử dụng bộ não của họ, và một khi hắn tập trung, hắn sẽ đào sâu nó đến mức đáng sợ. Bạn đi đến cửa hàng để mua giày. Trong tất cả các loại giày khác nhau, bạn sẽ mua loại giày nào? Để mua giày chắc là mua giày thể thao. Tôi mua giày thể thao. Giày thể thao. Hầu hết mọi người chọn giày thể thao vì chúng thoải mái. Nhưng những kẻ thái nhân cách chọn giày thể thao là để lúc nào đó hắn ta có thể lén lút trốn hoặc bỏ chạy bất cứ lúc nào. Thằng Lia này đi Bạn đang Tào chọn một cuốn sách. lô. Đọc hiểu bằng khuôn mặt cười. Nghe ơi, để yên cho tôi test cái nhanh trai. Cảm ơn làm Vĩnh Hưng. Tại hiệu sách, có rất nhiều cuốn sách mà bạn thích, nhưng bạn sẽ chọn thể loại nào? Tôn giáo, triết học, bí ẩn, ly kỳ, thơ và nghệ thuật, con người, gia đình, lãng mạn, tình yêu, bí ẩn và ly kỳ. Tôi sẽ chọn lý ẩn Con ở bí người, ẩn. gia đình. Những kẻ thái nhân cách không có tình cảm với người khác, nhưng hắn lại có một tình cảm đặc biệt mạnh mẽ dành cho gia đình. Trên thực tế, ngay chính lúc kẻ sát nhân hàng loạt Yu Yong Chul, ngay khi ra tay sát hại cô gái mại dâm, lúc đó con trai hắn ta gọi điện cho hắn, và đó chính là khoảnh khắc duy nhất hắn cảm thấy sợ hãi. Mới đi mua Má vậy là vừa chơi vừa quất xong là giết luôn hả? Má vậy là nhỏ kia là vừa bị đâm hai kiểu luôn rồi. tắm, bạn thích mua những thứ hơi nổi bật một xíu hơn người khác. Vậy bạn sẽ mua cái gì? Bạn thích mua những thứ hơi nổi bật xíu khác người. Lâu rồi bạn mới đi mua sắm, bạn thích mua những thứ hơi nổi bật xíu hơn người khác, bạn sẽ mua gì? Nếu mà mua khác người hả, chắc là tôi mua đồ hiệu đi. Chắc là mua tôi sẽ mua gì đó mắc tiền, mãi mắc, có thể là mắc nhất ở khu này luôn, ra lấy le chớp với nếu nếu mà có tiền ra chớp mọi người cho em nhìn vô Những là ra giàu tiếng, nha. những kẻ thái nhân cách nhạy cảm với âm thanh hơn người bình thường. Vì vậy, người khác có thể nghe thấy cái tiếng đó rất nhỏ, nhưng kẻ thái nhân cách lại nghe thấy tiếng đó rất to. Đó là lý do tại sao chúng có xu hướng bị ám ảnh bởi âm thanh. Nếu nghe thấy âm thanh nào làm chúng khó chịu, chúng sẽ ngay lập tức tấn công đối phương. Thì tôi cái suy nghĩ giờ cái suy nghĩ quan trọng là anh em muốn cái suy nghĩ của tôi đó, thì suy nghĩ tôi sao tôi nói vậy thôi. Một người bạn của bạn tức giận và buộc tội bạn ăn cắp đồ của họ. Lúc đó, thử tưởng tượng xem bạn sẽ tức giận đến mức nào. Tôi sẽ giận thật là giận, tôi nhìn với nó, tôi sẽ nói những, tôi sẽ giải thích, tôi nói là tao con nghèo có đói cũng ăn Này cắp này biến nọ, thái, chưa thái nhân rồi cách mày gì chơi với tao bao nhiêu năm mày biết tính tao rồi này nọ đó. Tôi sẽ IQ tức ông giận lên này tôi chắc nói vậy, cái cỡ tôi thề, 20, tôi sẽ đỉnh thối dũng lắm. lời thề, tao thề tao mà lấy đồ của mày ra ra đường trời đánh tao liền đó. Cảm ơn em Đạt, cảm ơn VB nha. Tôi sẽ nói những câu đó. Tôi không tức giận.
Trên thực tế, khi những kẻ thái nhân cách bị thẩm vấn, ngay cả trong những tình huống mà hầu hết người khác sẽ rất là tức giận, nhưng kẻ thái nhân cách chỉ trả lời, tôi không biết hoặc tôi không bận tâm, vì hắn ta thật sự không có cảm xúc và không hề cảm thấy tức giận gì hết. Không, tôi không có tới nỗi mà im, kiểu cái tính tôi nói chung là tôi mà giận hay là bực gì tôi sẽ nói ra cái trong suy nghĩ của mình, buồn hay sao cũng nói ra, giận hay sao cũng nói ra, kiểu nói ra để hiểu chứ không có giữ trong lòng. Tôi tập với bạn bè và đang Iwi kiểu này làm thái nhân cách mới giết 2 giờ sau bắt được luôn. Ê khoan, dừng lại anh bạn ơi, thằng này coi hơi bị nhiều phim bóng sáng nhân rồi là giết người này nọ nha. Nếu mà cái này ví dụ nha, anh em đừng cắt clip mà giác chữ, là nếu mà tôi có giết, tôi sẽ dùng những cái bộ phim mà tôi coi, giống như một cái bộ phim ở bên Ấn Độ, tôi sẽ dùng cách đó để mà che giấu tội lỗi. Tôi sẽ tìm mọi cách để mà tôi có nhiều gì tôi sẽ làm giống trong phim, tôi che giấu tội lỗi đi. Kể những câu chuyện cười, bạn muốn làm cho bạn bè của mình vui hơn, lúc đó bạn sẽ kể câu chuyện nào? Bạn tụ tập với bạn bè đang kể những câu chuyện cười, bạn muốn làm cho bạn bè của mình vui hơn, lúc đó bạn sẽ kể những câu chuyện nào ạ? Mẹ, chuyện nào tôi cũng thấy vui, giờ sao tôi chọn trời. Trong đầu tôi thấy chuyện nào cũng vui đó, kiểu thường là tôi sẽ kể hết. Cũng hơi kể chừng nào mà kể không hết thì mai mốt để dành kể nữa. Kể cuộc sống xung quanh, kể trong công việc, rồi kể mấy thằng lỗ đồ tôi gặp trên đường đời rồi. Không thì kể chuyện bé Len, nói chung là nếu mà đi với team mà có bé Len chọc về, nếu mà hiện tại là nếu mà đi với team mà có bé Len tôi chọc về, nó dụ nói với bé Ngọc, nói với sao thương, tôi sẽ kể về câu chuyện của thằng đó rồi chọc nó cho nó vui. Còn anh ba thì nếu mà đi với anh ba mà không có bé Len thì chọc về anh ba, chọn một thôi hả, chọn kể về câu chuyện nào à? Má, chuyện nào cũng vui, biết kể chọn chuyện nào thôi. Thôi mày, tôi chuyện nào vui tôi cũng kể. Những câu chuyện tục tiểu. Những kẻ thái nhân cách thật sự thường có ham muốn tình dục rất mạnh và thích nói chuyện tục tiểu. Đó là lý do tại sao dù câu chuyện có bận đến mức nào, anh ta vẫn sợ nói cho mình một nụ cười rạng rỡ. Tôi sẽ trên 160 nha. Tôi sẽ trên 160. Thì vậy là chúng ta đã làm xong 20 câu hỏi của podcast. Mà nãy giờ tôi 20 câu hỏi là anh em tôi đúng giống anh thái nhân cách được bao nhiêu câu?